Chợ Tuy Hòa chiều 31 tháng 3. Mình thấy lực lượng phun thuốc tiêu độc khử trùng ở trong chợ Tuy Hòa. Mỗi gia đình và cộng đồng hãy nêu cao trách nhiệm chung tay phòng chống dịch COVID-19 sau khi kết thúc phòng chợ. Người dân cần hạn chế việc di chuyển, hạn chế đi lại tập trung đông người, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường tự bảo vệ sức khỏe, hạn chế tiếp xúc đang phun hóa chất ở chợ Tuy Hòa đấy các bạn.